Xin kính chào quý bà con nông dân. Công ty Việt Nam Nông nghiệp Sạch xin giới thiệu đến quý bà con sản phẩm Macfood lớn trái xanh dai. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần chính của sản phẩm như sau: hữu cơ 25% và các phụ gia thúc lớn trái xanh dai gồm amino acid là 10%, magie là 0,09%, bo là 0,027%, đồng là 0,036%, sắt là 1,1%, mangan 0,036%, mô là 0,018%, kẽm là 0,036%, rong biển 10%, humic 0,06%, đạm là 1,48% và phốt pho là 0,034% và potassium là 0,97%. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng: tăng cường khả năng đậu trái, thụ phấn, chạy trái nhanh, dưỡng trái non nhanh lớn, tròn đều, xanh da, xanh gai, sữa tướng trái giúp trái tròn, đẹp, hạn chế méo trái, sượng trái và cung cấp dinh dưỡng kịp thời dưới dạng dễ hấp thụ giúp trái lớn nhanh, lên cơm mạnh, tăng cường màu sắc, mùi vị, mẫu mã đẹp và nặng ký. Giúp tăng cường sức khỏe của cây trồng, cây suy do mang trái nhiều, vừa nuôi trái vừa phải nuôi cây và đặc biệt đó chính là hạn chế vàng lá, chảy lá, xì mũ, thối rễ do mang nhiều trái. Và để biết thêm chi tiết về cách dùng và liều lượng, quý bà con nông dân vui lòng gọi về số điện thoại hotline 0919817033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí. Và để mua hàng, quý bà con nông dân vui lòng gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video này nhé. Cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.